Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay toàn có một số trang dịch là mới vừa làm xong anh em, thì tranh thủ trước khi giao cho anh em đến tay anh em thì toàn tranh thủ quay cái clip ngắn. Thì trước khi vô chủ đề giới thiệu sản phẩm trang dịch thì toàn cũng nói với các anh em gì, thì mong anh em các em thông cảm khi nào đặt hàng bên Toàn á thì có khi chậm thì mong anh em thông cảm bỏ qua. Rồi còn những anh em trước khi vô đặt sản phẩm bên bên của Toàn thì anh em nhớ cân nhắc cho kỹ nha. Cái thứ nhất là cái địa chỉ của Toàn là ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, là chính xác của Toàn là ở khóm 5. Và cái thứ hai thì anh em vô mua hàng thì anh em nhớ cân nhắc cho đúng cái địa chỉ nha anh em, và cân nhắc trước khi mua sản phẩm và giá cả của bên Toàn báo cho anh em hợp lý, báo giá và ship và không phí ship. Có anh em những lầm là mua cái chân dịch bên Toàn là nhầm lẫn nhiều cái, là tại sao bán cái chân dịch là 100 ngàn mà ra 100 mấy, là cái đó là phí bên em trả, là giữa Toàn với anh em nói chuyện có khi nó hơi lập dập anh em không hiểu. Tại thường là Toàn bán cái chân dịch 100 ngàn ví dụ nha anh em, thì Toàn bán cái giá gốc của bên Toàn, còn chi phí là gói đi gửi là chi phí vận chuyển lên chảnh là anh em trả thêm tiền phí mấy chục ngàn gì đó, còn ví dụ gì đó. Và những có một số anh em vô mua hàng bên Toàn thì anh em nên cân nhắc, nếu anh em đã đặt đồ rồi thì anh em cố gắng nhận giúp Toàn, chứ anh em vô mà đặt hàng mà không nhận thì cái đó cũng tội bên cơ sở của Toàn, làm cái chân dịch ra bán mà gửi tới ta anh em không nhận thì cái điều đó thật là nó không đúng với cái suy nghĩ của mỗi người chúng ta nha. Tại vì anh em đã đặt hàng rồi thì anh em phải có trách nhiệm mà lấy hàng, nhận hàng. Và anh em đặt hàng bên Toàn thì trách nhiệm bên Toàn phải gửi cho anh em đến tay anh em, dù sớm hay muộn hoặc là như chậm trễ thế nào thì cái đó thì lỗi do Toàn. Đó, thì Toàn có một số vấn đề góp ý với anh em. Thì hôm nay thì cũng có một số đồ anh em ơi, thì toàn bộ là hàng cái nóc hết. Thì tôi cũng giới thiệu cho anh em ha, đầu tiên cái mẫu này là sắt láp 14 anh em. À, 14 thì cho anh em chạy được, nó dễ sử dụng anh em. Đôi khi anh em xài 16 mà cây 14 không có, đôi khi anh em xài 14 thì mình không có 16, mà cái này thì toàn phục vụ cho anh em đầy đủ nha. Đây, 14, 16. Thì cái sản phẩm này chắc trên thị trường thì anh em cũng cũng biết hết ha. Thì bên Toàn thì báo với anh em là đi sale nha, 10 19 30. Thì sale từ tầng 13 tới 15, 18, 20 thì anh em đi xích ngoài ha. Thì ngoài ra anh em áp dụng chạy luôn ha, thì tôi cũng nói mình chạy cho được máy cút xéo ha, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi đó, tới 8 ngựa. Thì ngoài ra anh em muốn chạy máy xe cũng được luôn, từ thằng máy 3, xăm 3, xăm 4, xăm 6, xăm 7 đó. Thì này cũng vậy luôn anh em, cũng đi xích ngoài nha, 19, 30. À, 3, 15, 18, 20 đó. Thì cũng đi ra đi áp dụng đi cho thằng cút xéo nha, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 luôn chạy cũng được anh em. Thì thằng này thì nó cũng là hai cánh thái luôn anh em, thì nó đi được xích ngoài luôn nè. Tại vì xích ngoài thì toàn làm được một mẫu này, mẫu hai mẫu đó, còn một mẫu bên kia AB nữa toàn bữa nay toàn không có cho nên không giới thiệu cho anh em được. Thì mẫu này thì mẫu chén anh em đó, cũng đi xích ngoài luôn, 19 30 15 18 20 đó. Thì áp dụng cho anh em đi thằng cút xéo anh em, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 đó. Thì máy xe luôn anh em, từ 3 3 máy
3, 6, 10, 3, 6, 10, xăm 4, xăm 6, xăm 7. Tại sao toàn nói xăm 7 là anh em, bởi khi anh em không hiểu là anh em toàn nói sau xăm 8, xăm 7 gì, nó sát bên, thì nó thật sự là có xăm 7, là cái Cucuta mà đóng lóc 72 đó anh em, số 72 chữ N đó, là thật sự nó có lòng có xăm 7 nha anh em. Chứ thật sự nó đóng lóc 72 chứ lòng nó xăm 7, cho nên toàn kêu là lòng xe xăm 7, lòng xăm 7. Thì cái này hai cánh thái anh em áp dụng cho anh em đi được thằng 9 ngựa, 10 ngựa cốt thẳng. Thì thằng này cũng vậy luôn anh em. Hai cánh thái luôn. 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi cốt thẳng. Thì dòng này thì cũng hai cánh không phải thái, hai cánh lào anh em. 11, 13, 15, 18, 20. Đó. Nhẹ chim giòn anh em. Thì cũng vậy. Đây cũng vậy luôn anh em. Hồi này cũng 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi cốt thẳng. Thì bên đây thì cái này anh em báo cho anh em đi xích ngoài luôn nha. 19, 30. À, máy thì 15, 13, 15, 18, 20. Xích ngoài. Thì cái này toàn cũng báo áp dụng cho anh em đi được thằng máy xe nè, 60 nè, 63 nè, 64, 66 nè, 67 nè. Còn cốt xéo thì anh em đi từ thằng 8 ngựa, 7 ngựa rưỡi, 7 ngựa, 6 ngựa, 6 ngựa rưỡi, 5 ngựa rưỡi, 5 ngựa cốt xéo. Đó. Thì toàn báo cái số cái mã lực máy từ 8 tới 5 thì anh em thắc mắc. Thì đặt câu ví dụ thì anh em đi 5 rưỡi thì toàn làm nhỏ lại, đúng không anh em thấy nè. Đó. Còn anh em báo 8 thì toàn làm 7 thì làm gì, còn 5 rưỡi 6 thì toàn làm nhỏ làm gì. Đó. Thì cái mẫu này là mẫu mẫu máy 6 anh em. Thì anh em đi xích luôn nha. Xích 15 30. Cực ngon anh em, này dày nha anh em, nặng tới khoảng cỡ gần 600 gram nha anh em. Xích ngoài thì đi được 55 65. Thì cốt thẳng thì ấy xin lỗi anh em, cốt xéo thì anh em đi thằng 6 ngựa, 6 rưỡi. Nhảy chim giòn anh em, ít cuốn nước. Thì thằng này cũng giới thiệu cho anh em luôn, máy 6 luôn anh em. Cũng đi xích ngoài được nha anh em, 15 30, nhưng mà thằng này máy 6 thì cánh dài anh em. Đó. Thì báo với anh em thì tùy theo anh em thích. Cánh dài nhưng mà nó nhẹ ký hơn thằng này cánh ngắn nhưng mà nặng ký hơn. Đó. Năm lăm, sáu lăm, bảy lăm, cốt xéo. Thằng này cũng vậy luôn em. Năm gửi, sáu gửi, bảy gửi, xéo. Thằng này thì báo cho anh em chạy từ thằng 8 ngựa tới 9 ngựa cút xéo. Máy xe thì anh em đi được 68 nha anh em. 68 với vỏ nhẹ nha. Vỏ tải thì toàn làm cánh này lớn chút. Thì anh em vô xem nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Toàn nha. Thì Toàn có động lực sẽ làm nhiều clip ra cho anh em xem tham khảo. Rồi thì clip Toàn cũng xin kết thúc ở đây nha. Thì hẹn gặp tất cả các anh em ha vào những clip sau của Toàn nha.